Joshua đầu sinh tử quái vật bất bại nếu bẻ kèo với Wilder và Tyson Fury. Nhà tổ chức Eddie Hearn cho biết trận đại chiến giữa Anthony Joshua và Oleksandr Usyk đang ở ngay trước mắt. Nhà vô địch người Anh sẽ rời sự chú ý sang Oleksandr Usyk nếu trận đấu với người thắng giữa Wilder và Fury không được đảm bảo, Eddie Hearn tiết lộ. Năm trước là một năm đầy hỗn loạn với Joshua, nhưng anh đã kết thúc nó với việc chiếm lại đai vô địch WBA, WBO và IBF từ thắng lợi trước Andy Ruiz trong cuộc tài đấu của họ vào tháng 12. Joshua gần như đã chọn Kubrat Pulev làm đối thủ tiếp theo, người mà anh được sắp xếp để đối đầu vào năm 2017. Nhưng võ sĩ người Bulgari đã thất bại với việc thử thuốc và sau đó Kalotakam thế chỗ. Welder và Fury là những người tiếp theo được tay đấm gốc Anh chú ý, nhưng Hia bật mí rằng ông Hoàng hạng nặng có thể thay thế họ bằng Oleksandr Usyk nếu như hai võ sĩ này tiến hành cuộc chiến ba trận. Tôi nghĩ dù ai thắng, Wilder hay Fury, và Joshua đánh bại Bulev giống như cách chúng ta kỳ vọng. Cả thế giới sẽ nói rằng chúng ta muốn thấy trận đấu đó. Tôi hy vọng chúng tôi có thể dùng một chút mưu mẹo ở đó, nếu không chúng tôi sẽ đấu với Usyk. Với điều kiện anh ta đánh bại Derek Chisora, còn Joshua hạ Bulev. Usyk đã khiến những fan quyền anh hạng nặng phải ngưỡng mộ bằng việc đánh bại Chad Witherspoon ở hiệp đấu thứ 7 tại Chicago tay đấm người Ukraine trở thành nhà vô địch hạng bán nặng của thế giới trong 15 tháng khi thắng điểm trước Murad Gasev rồi kết liễu Tony Beller ở hiệp đầu thứ 8 tại Manchester. Dù Usyk là sự lựa chọn, thì người hâm mộ vẫn muốn một cuộc đối đầu giữa Joshua với người thắng trong cặp đấu Wilder Fury. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều áp lực với cả hai võ sĩ, trừ khi Wilder Fury 2 là trận đấu tuyệt vời. Nếu không thì sẽ không ai muốn xem trận đấu thứ ba của họ. Mọi người chỉ muốn nhìn thấy trận đại chiến thực sự, người thắng đấu với Joshua. Eddie here kết thúc bài phát biểu của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua liều mạng dọa knockout Dan welder với thời gian khó tin. Anthony Joshua tiết lộ anh đang hướng đến một chiến thắng knockout trong 6 hiệp đầu tiên trước Dan Wilder khi họ chạm trán nhau ở trận đấu tranh đai vô địch vào năm 2020. Hai nhà vô địch boxing đang nắm giữ cả 4 danh hiệu lớn trong tay. Joshua đang có đai WBA Super, IBF và WBO sau chiến thắng trước Andy Ruiz. Trong khi đó, Wilder bảo vệ thành công đai WBC trước Luis Ortiz và có chiến thắng knockout sau 7 hiệp. Joshua đã tạo ra một kỹ năng bước lùi thành thạo trên sàn đấu và đánh bại Ruiz bằng tính điểm ở Ả Rập Siêu. Tuy vậy, anh nhấn mạnh sẽ thể hiện một phong cách thiên về tấn công hơn để tìm ra khoảng cách thuận lợi để chống lại những cú đấm bằng tay phải hủy diệt của Welder. Sau chiến thắng của Welder trước Ortiz, Joshua đã phát biểu trên Skyport, anh ta sẽ không trụ được đến hiệp thứ bảy. tôi sẽ lên đài và đánh gốc anh ta. Đó là trận đấu của những nhà vô địch hạng nặng. Đó là một trận đấu nghiêm túc và tôi không đến để đấu sức với Welder trong 12 hiệp, một phần cũng vì nắm đấm của anh ta rất mạnh. Tôi sẽ đến và hạ Welder, anh ta sẽ không thể thoải mái trên sàn đấu khi đối mặt với tôi. Welder đã nhận được danh hiệu oanh tạc cơ trong năm 2019 khi hủy diệt Dominic Blazer ngay trong hiệp 1 vào đầu năm. Mặc dù vậy, Joshua khẳng định sẽ vô hiệu hóa võ sĩ hạng nặng người Mỹ. Khi được hỏi về mối nguy hiểm mang tên Welder, Joshua trả lời: "Không, không có gì đáng sợ cả." chắc chắn sẽ có một vài đòn thế, một vài cú đấm cực mạnh và một vài cú đấm nhanh đau như châm. Thêm cả những cú gây knock out nếu dính phải. Welder sở hữu sức mạnh đó, nhưng chỉ cần loại bỏ nó và thích nghi rồi sẽ vượt qua. Tuy nhiên hiện tại trận đấu giữa hai nhà vô địch vẫn chưa thể diễn ra do trước mắt cả hai đều có những trận đấu khác. Dan tay Welder sẽ tái đấu với Tyson Fury vào ngày 22 tháng 2 tại Las Vegas và Anthony Joshua cũng đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận bảo vệ đai IBF trước đối thủ Kubat Pulev. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Quản lý của Dan Tywelder mỉa mai Anthony Joshua có 1.000 cơ hội sắp kèo, nhưng vẫn trốn. Quản lý và promoter Frank Warren tiết lộ một số thông tin quanh đề nghị của Anthony Joshua về một trận chiến với người chiến thắng trong cặp tái đấu Dan Wilder và Tyson Fury. Anthony Joshua đã không ít lần bày tỏ mong muốn có một trận chiến với người chiến thắng trong cặp tái đấu giữa Dan Wilder và Tyson Fury. Tuy nhiên mới đây nhà quản lý danh tiếng Frank Warren đã tiết lộ một vài thông tin xung quanh vấn đề này trên tờ Metro của Anh. Theo đó nhà quản lý cũng như promoter 67 tuổi người Anh cho biết Tôi có thể khẳng định một cách chính xác rằng Anthony Joshua đã không có cuộc gặp bất kỳ nào với đội của Dante Welder. Khi nghe những phát biểu của anh ấy, tôi lập tức gọi điện cho Sari Finker và anh ấy không biết Joshua đang nói về cái gì. Nó chỉ toàn là rác. Điểm mấu chốt là họ có thể có 10.000 cuộc họp, nhưng cả ba chiến binh rút cuộc đều đã có hợp đồng. Tyson Fury, Welder, Joshua, tất cả họ đều có lịch trình trong năm 2020. Joshua có hai nhiệm vụ của anh ta, hoặc phải bỏ chống một danh hiệu. Tyson và Welder sẽ đấu vào ngày 22 tháng 2 và kẻ thua có quyền yêu cầu một cuộc chiến thứ ba. Điều đó có trong hợp đồng của họ. Frank Warren cũng không đánh giá cao khả năng của các bên thay đổi. Mọi thứ có thể thay đổi, tất nhiên, nhưng điều đó sẽ rất tốn kém và tôi nghĩ đó thực sự quá đắt. Dù cuộc chiến sắp tới có ra sao đi nữa thì Joshua phải làm cái gì đó để người thua chấp nhận đứng sang một bên đó sẽ là hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu bảng. Nói thêm về khả năng một tay đấm thống nhất tất cả các đai hạng nặng vào thời điểm này, ông Frank Warren chia sẻ, Bây giờ rất khó để thực hiện một cuộc chiến thống nhất đai hạng nặng hơn bao giờ hết. Wilder và Tyson bị trói chân vào hai trận chiến. Joshua có nhiệm vụ của mình. Joshua hiểu rõ anh ta đang nói đến điều vô nghĩa. Có phải anh ta đang cố gắng đánh lừa công chúng? Cũng theo Frank Warren, một trận chiến giữa Tyson và Joshua có thể xảy ra bởi sức hút về tiền bạc của cuộc đối đầu này là rất lớn, nhưng nó sẽ không sớm thành hiện thực. Nhân dịp này, promoter 67 tuổi cũng có những chia sẻ về tuyên bố sẽ nghỉ hưu của Tyson Fury sau 3 trận đấu nữa. Tôi chắc chắn có thể thấy Tyson nghỉ hưu sau 3 trận chiến nữa, tuy nhiên tôi cũng có thể thấy anh ấy chiến đấu cho đến khi 50 tuổi. Anh ta đưa ra quyết định khác nhau vào mỗi ngày. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Trụ vô địch 4 đai hạng nặng thua Anthony Joshua vì quá ngang bướng không tiếp thu. Huấn luyện viên của Andy Ruiz, ông Manny Robley đã chia sẻ với truyền thông về trận thua của cậu học trò trước Anthony Joshua hồi tháng 12 năm ngoái. Andy Ruiz và Anthony Joshua đã có một cuộc chiến ở Diras Arena Ả Rập Xê Út vào tháng 12 năm ngoái. Tại đó Joshua đã đòi lại ngôi vương với tổng cộng 4 chiếc đai vô địch WBA Super, IBO, WBO và IBF hạng cân nặng sau 12 hiệp đầy căng thẳng cùng quyết định đồng thuận của tổ trọng tài. Còn nhớ hồi tháng 6 năm 2019, cũng chính Andy Ruiz đã khuất phục Anthony Joshua để sở hữu những danh hiệu trên. Sau trận đấu hồi tháng 12, tay đấm người Mỹ gốc Mexico thừa nhận bản thân đã không có sự chuẩn bị kỹ càng khi tham dự quá nhiều buổi tiệc, cũng như mất kiểm soát việc ăn uống, và điều này một lần nữa được chính huấn luyện viên của anh xác nhận trước truyền thông mới đây. Chia sẻ trên ESPN, huấn luyện viên Manny Robsley của Andy Ruiz tiết lộ cậu học trò đã vượt khỏi tầm kiểm soát trong quá trình chuẩn bị cho trận tài đấu quan trọng. Thành thật với các bạn, tôi đã thấy điều đó trước đây, huấn luyện viên Manny Robles nói. Andy chỉ muốn làm được bất cứ điều gì anh ấy muốn người bố cũng là người quản lý không thể kiểm soát được con trai mình không ai trong số chúng tôi kiểm soát được anh ấy cho vấn đề đó vì vậy tôi đã thấy trước được điều đó nó không thể đi theo đúng hướng của chúng tôi muốn vì anh ấy không nghe theo anh ấy không nghe chúng tôi nói anh ấy cũng chẳng nghe lời bố mình anh ta không nghe ai cả dù vậy huấn luyện viên Manny Robley cũng cho rằng Andy Ruiz đã nhận ra sai sót của mình và biết lắng nghe sau thất bại may mắn cho tôi andy đã tự trách mình không ngồi đó như đa số các chiến binh và đổ lỗi cho huấn luyện viên phát biểu sau thất bại trước joshua ruiz cho biết tôi nghĩ rằng mình đã ăn tất cả mọi thứ mọi thứ đó là lý do tại sao tôi tăng cân nhiều tôi đã có quá nhiều niềm vui tôi ăn mừng quá nhiều nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng nói thêm tôi đã làm khá tốt anh bạn tôi đã làm khá tốt nhưng tôi ước mình đã nghiêm túc hơn Andy Ruiz đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới cho năm 2020 sau khi công bố nỗ lực trở lại cạnh tranh danh hiệu hạng nặng. Và huấn luyện viên Rob Lê nói rằng đây là quyết định bởi promoter Al Haymoon. Họ đã nói rằng không muốn điều tương tự lặp lại lần nữa, Rob Lê cho biết. Tôi không biết phải nói gì với các bạn. Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra với tôi. Tôi hoàn toàn biết ơn và cảm thấy may mắn vì đã có thể trải nghiệm mọi thứ mà tôi có vào năm 2019. Ý tôi là chúng tôi đã làm nên lịch sử và chúng tôi biết ơn với điều đó. Tôi phải biết ơn Andy và bố anh ấy đã cho tôi cơ hội để trở thành một phần của điều gì đó đặc biệt để làm nên lịch sử, để anh ấy, ấy trở thành nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới đầu tiên của Mexico. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.